Dạ, rồi chị cho em biết tên của chị ha. À, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy. À, chị Thủy là sinh năm mấy? Sinh năm 71. Dạ, hiện tại là chị Thủy ở tỉnh nào? Là chị ở Quảng Ngãi nhưng mà chị đi làm ở trong Sài Gòn nè. À, rồi hôm nay chị Thủy kết nối là để kiếm ai? Chị tìm mẹ. Dạ, rồi chị có thông tin gì về mẹ, chị có biết tên mẹ không? Rồi chị có đi ra Cam Ranh á, chị hỏi là cái bà mà hồi xưa dẫn ba nuôi chị đi á, là bà nói là mẹ chị là tên Rèn, Nguyễn Thị Rèn. À, Nguyễn Thị Rèn. Và có biết khoảng năm sinh của mẹ hoặc là năm nay khoảng bao nhiêu tuổi không? Khoảng 75 trở lên á. À, khoảng 75 đổ lên. Ừ. Rồi có biết quê quán của mẹ là ở đâu không? À, hồi xưa là ba nuôi chị nói là mẹ mẹ chị nói là ở gì ở chỗ gì luôn cho Châu Đốc. À, Châu Bây Đốc. giờ là mấy người kêu là ở tỉnh An Giang. Dạ. Rồi, vậy chị cho em biết là cái sự thất lạc của chị và mẹ như thế nào? Chị kể cho em nghe câu chuyện của chị. Mẹ chị á là sinh chị là ngày 16 tháng 11 năm 71, Dạ. mà ấy này đó là bắt đầu là khoảng tháng tháng hai và tháng 3 năm năm 72 mới mới cho chị. Dạ. À, làm là ba nuôi chị á, là do mẹ nuôi á, là sinh sinh con cái mắt á, đó là mới đi 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 nhờ bà Lượm đó, là mới dẫn ba chị đi qua bán đảo Cam Ranh á, Bình Ba đó, ở chỗ Bình Ba đó, bà Lượm là cái bà chèo đò, bà mới dẫn ba chị ba nuôi chị đó là qua bên bán đảo Cam Ranh á, chỗ đó là kêu là Bình Ba. Dạ. À, Rồi. rồi 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 gặp mẹ mẹ của chị đó, là giữa hai bên thỏa thuận thôi chứ không có, ý là giữa hai bên thỏa thuận chứ không có cái giấy cái đùi vậy Dạ. đó. À, rồi xong là ba chị mới cho má nuôi má đẻ của chị á, là 21.000, rồi Dạ. là ôm con về thôi. Là hồi đó là ba chị đi do là mẹ chị mẹ nuôi chị là đang đang sinh em bé cái mắt á, cái Dạ. còn trong ngày cữ á, Ừ. đó là ba chị đi đó với cái bà Lượm đó. Dạ. Rồi có nghe kể là hoàn cảnh của mẹ chị như thế nào mà cho con không? Nghe chừng sau này á, mẹ chị có tới nhà nhà của má chị, là má chị má mới mới má chị mới kể là mẹ chị kêu là ông chồng ông đi theo bà khác, là mẹ chị bây giờ là sinh con rồi, bây giờ một tay ôm con là một tay nuôi không nổi, Dạ. tại vì xa quê đó, xa quê á, ở miết ở Ừ. trong miền Nam này mà đi ra ngoài Cam Ranh á, Dạ. rồi ngoài đó theo chồng đi ra ngoài đó, cái mà bố chị là kêu đi đi theo người khác, rồi mẹ chị một mình là vừa ôm con mà vừa sinh hoạt không không đủ chi phí đó, cái mới mới cho. Sau Dạ. này là má chị có đi chừng cho chị gần khoảng 20 ngày á, ví dụ như cho từ tháng hai khoảng tháng 3 đó, là má Dạ. chị có ghé là đem một cái áo lại, đem một cái áo lại kêu là áo của con bé này là của chị á, là đem lại là nói là còn sót, mấy người mới nói chuyện với má má nuôi chị Dạ. là kêu là bây giờ là đi đi gì trong quê, Dạ. là hỏi quê là mới nói là quê ở châu chỗ chỗ gì nội Châu Đốc đó. Rồi, À, rồi, rồi cho em hỏi là ngoài tên mẹ là Nguyễn Thị Rèn ra đó thì có biết là thân nhân của mẹ có ai nữa không? Chị có nắm được không? không, tại vì hồi đó mẹ có đi có một mình đi ra ngoài đó, thành do Dạ. hơi xa quê đó, thành không có biết tên anh em hoặc bà Rồi. ngoại được gì đó. Rồi. Ok chị, vậy là vấn đề ở đây là nhờ cộng đồng có ai quen biết với mẹ Nguyễn Thị Rèn năm nay khoảng chừng trên 75 tuổi, quê quán ở Châu Đốc, thì có thấy trường hợp nào đáng nghi ngờ thì mong cô chú anh chị chúng ta hãy cùng hỏi giùm là trước đây vào năm 1971 thì có cho một người con gái nào ở ngoài Cam Ranh hay không? Nếu 72, sinh năm 71 nhưng mà cho 72. Dạ, sinh năm 71, cho năm 72, lúc đó chị mới được 1 tuổi. Ừ. Chị mới được mấy tháng à, mới có được 4 5 tháng thôi. Dạ, qua năm Sinh năm nhưng mà... 71 nhưng mà cuối Ừ. cuối cuối năm 71 rồi. Rồi. Tháng 11 là
Dạ, Rồi đó ok cũng luôn chị. rồi má. À, Dạ. đó. Rồi má nuôi chị nói là cho đem lại một áo còn sót đem lại cho mẹ chị Ừ. á. Rồi mẹ Rồi. chị cho hai hai à. Rồi, Mẹ ok chị cho chị. 2.000. À. Rồi, em nắm được cái nội dung câu chuyện rồi. Vấn đề ở đây là khi kiếm được mẹ tân rèn, có mẹ lên tiếng rồi, chúng ta sẽ cùng cùng đối chứng tiếp những cái kỷ niệm sau này chị nha. Ừ. Tại vì sau này năm 77 á, mẹ chị có ra ngoài đó tìm ra Cam Ranh À á, à. nhưng mà do là giải phóng xong là năm 75 là ba chị đi, ba nuôi chị đó là đi về quê ở Quảng Ngãi, không có À. vợ nha nha thân, do là không có À. vợ đó. À, cho nên năm 77 là mẹ chị có quay lại là À. mới mới mà không biết mới tới nhà ông Ba Lượm á. Ông Ba À. Lượm ra ngoài đó là ai cũng biết hết á, tại vì cái ông đó À. rồi chị ra vừa hỏi một cái là ai anh cũng biết tới nhà ông đó đó. Ờ, vậy là chị nghe thông tin là mẹ có ra kiếm chị. À, có ra Dạ. tính chị năm 77 Dạ. mà bà tới nhà chị, nhà ba con nuôi chị á, mà nhà ba nuôi chị đi rồi cái tới nhà cái bà mà dẫn đi xin Rồi, á, nhà bà nhà bà Lượm. dẫn đi xin bà Ba Lượm đó, bà bây giờ bà vẫn còn sống bà ở ngoài chỗ đó luôn, Dạ. nhờ Rồi. chữ ngay cái xăng số 9 á, Cam Dạ. Ranh Rồi, cũng hy vọng là cho chị nên còn duyên để gặp lại mẹ ruột của chị. Dạ. thì nhờ cộng đồng mạng tỏ sân lan tỏ với chú tướng Vĩ nãy giùm chị, chứ giờ chị cũng không biết, Dạ. tại chị đợi em biết biết bây giờ tối nào chị Dạ. cũng ngồi chị đợi Dạ, em xin giùm lỗi. chị nha. Dạ, em xin lỗi vì nhiều người quá đó nên là nay thì em mới tiếp chị được. Dạ. Cảm ơn chú Rồi. nha. Thì có ai mà biết là chị xin hậu tạ 10 triệu. Dạ, ok chị. Rồi dậy nha chị nha, để có ai báo gì em sẽ cho chị hay nha. Cảm ơn chú Dạ Tuấn dạ. Vĩ nhiều. Rồi. Cảm ơn cộng đồng mạng nha. Rồi, Bye bye nha. bye bye. Dạ bye bye chị. Rồi anh Thái hôm nay kết nối là để kiếm ai anh? Dạ thêm ông gia. À tức là tìm ba anh ha. Dạ. Dạ, rồi anh có thông tin gì về ba anh ha? Thì ba em là Phạm Văn Hải, Phạm Văn Hai. Dạ, Phạm Văn Hải hoặc là hai hả? Dạ. Dạ, rồi rồi ba sinh năm mấy anh có biết không? Dạ tuổi ngọ nghe là tuổi ngọ mê nói tuổi ngọ thế. À tuổi ngọ, ngọ là năm nay khoảng bao nhiêu anh ha? Là tầm 1 tầm 2 chứ đó. À khoảng 81, 82 tuổi. Ừ, rồi quê quán của ba ở đâu anh? Dạ nghe mẹ nói là ở Quảng Ngãi. À Quảng Ngãi, à quê Quảng Ngãi. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi trước đây thì cái câu chuyện giữa anh với ba thất lạc nhau ra sao anh kể em nghe. À em chưa gặp nên khi sinh ra thì em chưa gặp. À rồi anh kể câu chuyện của anh cho em biết ha. Dạ. Anh kể cái câu chuyện của anh cho em biết là ba mẹ quen biết nhau như thế nào. Thì cháu xưa là ông ở ngày ông đi lính ở Đông Hà, Dạ. ra đồng quân Đông Hà thì gặp Dạ. mẹ em là giống như có một người đứng ra đám cưới thôi, là mẹ em biết ở cuối quán là giống ở là ba nói còn ngại thôi. Dạ. Dạ Vậy đây sinh anh ra là năm mấy anh Hà, năm anh Thái? 70. À sinh năm 70. Dạ. Vậy rồi ba có biết cái sự hiện diện của anh không? Thì khi sinh ra là cũng con ba mà con nhỏ, mà khi sinh ra em là À. đặt tên, má đặt À tên ba. là Phạm Xuân Thái, mà dưới bữa nay đây là Phạm Văn Thái đó, khi sống dưới cái sinh là Phạm Xuân Dạ. Thái. Dạ Dạ. Vậy rồi tới khi anh mấy tuổi thì cha con mới không gặp nhau nữa. à, xin em ra thì năm 72 thì chạy vào Huế, xong rồi chạy vào Đà Nẵng thì mất tích luôn. À vậy là anh là sinh năm 70 mà năm 72 là ba Dạ vào Đà Nẵng. Dạ. Dạ. Ừ. Vậy là cái khi vào Đà Nẵng là ba chuyển công tác hay là ba như thế nào? Thì khi ba vô đỡ về mẹ chứ. À, có nghĩa là khi sinh anh ra đó thì là ba chuyển Dạ. công tác hay sao mà lại thất lạc nhau? Dạ không thì khi chạy giặc á. À, tức là lúc đó là ba đang đang trong quân trường hả? Đang đi lính Dạ. hả? Dạ ba đi lính binh nghỉ là chạy vào Huế, xong thì chạy vào Đà Nẵng ở. À. Ngã ba Đà Nẵng lên Hòa Khánh. Ngã ba Ừ. Huế lên Hòa Khánh đó. Dạ. Dạ.
Vậy là trong cái thời điểm ba vào ngã ba Huế ở trong Đà Nẵng thì mẹ có đi theo không hay là chỉ có ba đi Dạ thôi? mẹ có luôn nhá. À cả mẹ đi theo. Vậy có nghĩa là ba mất ở trong chiến trường à, hay là đi về phép rồi mất hay là ra làm sao? Dạ không bắt đi đi thất lạc luôn. À, có nghĩa là đi lính rồi thất lạc luôn. Dạ lắm bị bài tứ bài đi thất lạc luôn, không về luôn. À, bởi vì thế này nè, nếu ví dụ như á, mà ba mất trong cái chiến trường á, thì thật sự là để mà kiếm được ba là cái chuyện cũng cũng hơi mờ nhạt. À, nhưng mà nếu ví dụ như mà vì một hoàn cảnh nào đó mà có thể ba lấy vợ sau, ba về quê rồi ba lấy vợ sau đó, thì may ra có thể kiếm được. Cũng có một số trường hợp như vậy. Có một số trường hợp đó là ba ba sẽ về quê hoặc là sẽ lấy vợ sau, thì cũng có một số trường hợp là em đã ghi nhận được. Còn mà nếu mà mất trong chiến trường đó, thì may mắn ra thì kiếm được bên nội thông qua cái thông tin của cha. Vậy trước đây thì có nghe mẹ nói rằng là ngoài cha tên là Phạm Văn Hải ra thì thân nhân có ai tên gì anh có biết không? Là ngã mẹ này có ông ấn là Phạm Tên sáu. Phạm và Phạm tên Sáu thôi. À tên Sáu. À, tức là chú Sáu này là anh của ba hả? Anh của ba tên là Sáu. Thì đó cũng là một cái để mình căn cứ. Chứ còn nếu mà một mình tên của cha không thì trùng tên cũng khá là nhiều. Vậy là quê cha là ở Quảng Ngãi anh ha. Rồi vậy cái thông tin em cần biết đó thì em cũng xin ghi nhận về bên cha, còn mẹ của anh là tên gì? Là Trần Thị Bon. Trần Thị Bòn. Vào thời điểm đó thì cha có biết thân nhân trong gia đình của mẹ nhiều không? Anh có thể đọc tên của các dì hay là ông bà ngoại này kia? Có bên mẹ là em mẹ là Trần Thị Dọn. Còn bên cậu là có Trần Văn Phú và Trần Văn Côn là cậu. Cậu Côn, cậu Phú. Cũng hy vọng là cha anh có biết được thông tin này ha. Vì ông cũng đâm cưới thì mấy người đứng ra đâm cưới luôn mắt. Rồi em hiểu rồi. Ngoài cái thông tin em cần biết ra thì anh có muốn chia sẻ thêm điều gì hay là có nhắn gửi gì thì anh cứ tự nhiên. Thì mong anh tìm kiếm cho em về thôi. Rồi, vậy là thông tin cơ bản là như vậy anh Các em có nói có hai người đi lính với ông ha. là ông Hữu với ông Bưởi. À, ông Hữu với ông Bưởi là bạn lính của ba anh. Mà phần thứ hai là ba em lái xe là trong ở đồn Cù Lơ ở Quảng Trị, xe đập luôn đó, nào nghe nói mẹ này đó. Sao ông chạy giặc vào ông lại xe vào trong ghế lắm á. Vậy là ba anh là lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ Việt Nam Hoa. Rồi, ok anh. Thì cũng hy vọng là có người lên tiếng, xong là chúng ta sẽ nói thêm nhiều về cái kỷ niệm của đôi bên. Còn cái thông tin là ba tên là Phạm Văn Hải, có người anh của ba tên là chú Sáu, bác Sáu. Hai đứa Hai hoặc là Hải anh ha, hai hoặc là dạ hai Hải. cái tên nữa dạ dạ Rồi, ok anh, rồi em nắm được cái thông tin cơ bản rồi, có ai báo gì thì em sẽ báo lại với gia đình nhanh nha. thì em làm được thì em hậu tài họ 10 triệu. Mẹ còn khỏe không anh? Dạ mẹ anh khỏe, dạ mẹ đến anh gặp mẹ Rồi em gặp không? mẹ chút xíu. Gặp được. Rồi cho mẹ ngồi vào cái vị trí của anh á. Dạ mẹ mới Con chào bà. đâu em định luôn đi gặp dạ đi dạ con là Tuấn Vĩ. Bác gái năm nay là mấy chục rồi bác gái ha? Năm nay 75 tuổi rồi. 75 tuổi. 75 tuổi vậy là bác sinh năm 1946 hả? Phải phải 46 không? Rồi trước đây thì là bác có nghe
kể về bên nội như thế nào không, bác cho con biết thêm được không? Cứ về bên nội bữa hôm nữa là hứa nhau rồi bữa cưới rồi là nói qua năm bảy 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 hai là nói để đi vô quê Quảng Ngãi bữa ra giêng hai là qua thằng 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 hai với dây bị giặc cái giặc rồi dây phóng nó bớt bớt chạy vô trong Đà Nẵng á có khi nữa là không đi được nữa không không nghe nói tin tức mà châu nữa cũng con gái cũng lũ lấp trong phải mình đi thông minh mà cầu này với nói rồi quá đi bố với nó đi lính thì nhiệm vụ giặc đến tấn nó rồi ít về lắm nó không có thời gian mình phải mình đi mà mai đến chỗ ní một đi chỗ khác họ cứ chuyển để chứ không có làm mà mình thời gian trong ní mà chuyển đến nó lui lại năm bảy 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 hai mới chạy vô Huế lui lại thì ông cũng chờ mẹ con nó đi rồi rồi vô Đà Nẵng thì đóng quân ở Ngã Ba Huế lên là đồn quân Đà Nẵng đóng Ngã Ba Huế lên Hòa Khánh á đóng quân này thì cùng lui đi lại nữa mà năm bảy bảy tư đang cũng ở vắng tít vắng tát trước khi nó giặc già châu này chiến tranh giặc già gì lắm thì khi nó ông mất tích ngay tin tức chi hết từ năm bảy tư này đi chứ có qua năm 75 mới giải phóng về Mà vậy là cũng không nghe đơn vị báo là ông mất tích trong trường hợp nào luôn. không nghe đơn vị có khi nó lộn xộn khi nó giải phóng với họ đi họ chạy hôm nay nó có bỏng mà thấu mà báo tin cho mình biết cái này giấy tờ chứ cũng sai thôi mất tích thiệt giấy tờ họ chạy nói chứ rồi cầu một cái áo cái quần đúng được một cái mà mượt cái của ngay thì giấy tờ chứ vết thiệt không có cái tin nên gì hết được câu nào Rồi bên 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 chú bên chú Hải chú Hai á, thì là có nghe chú kể là cụ thể là ông bà nội tên gì hay là này kia không, bác gái có nhớ được không không? không chứ quên đi rồi cầu ơi chứ nhà chứ nói chi lên khúc tí nữa chứ quên đi rồi quên này giữ lửa chắc cái đường người ông anh sáu đó quê ông có ngài mà không biết thôn mô xã mô nói đi ông em về rồi biết chứ mà nói mới nói xong thì cách một vài vài tuần thì sao lại với bây giờ bây giặc ngoài quan trị đi chạy chủ đi chỗ khác viên miên rồi thì không biết chủ mô châu này chiến tranh cực trong câu nữa Rồi nhìn chú với anh Thái đây thì có nét giống nhau không? Cha con có giống nhau không bác? nhóm bao nói về câu đó, có cái một vịt ruồi đây này. Cái lâu vịt ruồi đây dạ dạ Chú Hai có một ruồi đây hả? dạ chứ thân con chú Thái thì có ý nó ông ấy rửa Cũng y y như dạ vậy luôn. ông rửa Cái dạ gen. dạ Rồi thì chứ chứ chơi chơi cầu làm ra mà tìm chúng ra cho đi việc con cái đi việc quê quán này là ba mẹ ba chưa chưa lâu ngày và tìm không ra không biết chỗ mua đi việc nơi việc chỗ việc cùi việc nguồn đâu câu nữa Rồi con sẽ chưa nhờ cầu cậu giúp đỡ cho với con sẽ nhờ cộng đồng. Con ghi nhận rồi nhờ cộng đồng, trong cộng đồng có ai thấy gia đình nào mà có đặc điểm nghi vấn thì người ta sẽ báo cho mình. Thứ nhất là tên chú là Phạm Văn Thái hoặc phần xin lỗi Phạm Văn Hai hoặc là Hải. Tìm con Phạm Văn Hải Có người con tên là Phạm Văn Thái. Phạm Văn đó Thái là hoặc là sinh thái bữa hôm nữa là uống có theo cái mùa vừa hôm người con đi bố đi đi cái năm bài tư mà ông đi biệt luôn Con cũng hiểu bác nói gì nè, con không hiểu. này bữa hôm mà cái năm bài tư nữa là ông bài bài ba nữa là ông có theo vừa hầu vừa 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 hái á Có một vợ hai nữa hả? vừa hái mà người quảng trị mà sống khách sạn Sống khách sạn là gì? sống khách Sống sạn thật quảng trị thà sống thật thảm đó ở công ty đó sống khách sạn được à? Ngay đến chiến đấu thật đó. thảm Tức là ông có một người vợ hai ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Quảng Trị. Vậy cái người vợ hai đó tên Tên gì? người nữa là tên Tuấn
À, ưng cô Tuất, tức là sau sau bác đây rồi ấy, là còn có ưng một cô tên Tuất nữa ở sông Thạch Hãn. Tôi tên Tuyết rồi mà có đẻ một thằng con trai, À, người con sinh ra trai, một đứa con trai. à con trai đó khoảng sinh năm mấy? Khoảng sinh năm mấy và tên gì bác có biết không? Tên gì thì không biết mà sinh là 5/74/7, sinh 5/73. À, sinh năm 73 Tên gì rồi. họ có chó miếng khi nào theo rồi họ có chó miếng biết mới mà cấu họ giấu mà. Dạ, không, đây cũng là một cái thông tin để mình có thể là nó liên quan đến câu chuyện á. À, đây là một cái thông tin liên quan đến câu chuyện, có thể nhờ cái manh mối này mà ra không chừng. Dạ. À, thì thêm một cái đặc điểm nữa là có lấy một người vợ sau tên là Tuất. À, ở sông Thạch Hãn và có sinh ra một người con trai sinh năm 1973. Dạ, đó thì đó là một cái mấu chốt thêm nữa đó bác ạ. À. Rồi, dạ, biết đâu được thì cha chưa tìm được thì có thể anh em tìm được nhau, rồi lần ra manh mối bên nội. Dạ. Bên nội thì chưa được là tôi không biết nữa cậu ấy chưa được châu chiến đến đặc già đi vô không Rồi. chỉ Rồi tơ mấy con tôi thả cái chứ quên trước quên sau nói chi chưa dài dạ dạ được. rồi con nắm được cái nội dung câu chuyện rồi, rồi con sẽ truyền tải câu chuyện, rồi có ai báo gì con cho gia đình mình biết nha. Rồi rồi vậy con chào bác và chào gia đình mình hết nha, rồi chào anh chị Cảm hết. ơn câu ấy. Dạ dạ rồi chào anh chị, rồi bye bye chị. Dạ. Dạ dạ rồi, bye bye.